Chúng ta đừng đòi hỏi một người hoàn hảo, tại vì sẽ không có một người hoàn hảo để làm bạn đời của chúng ta, để làm cộng sự của chúng ta, để làm bạn đồng hành của chúng ta. Tại vì chúng ta nhìn lại mình đã hoàn hảo hay chưa, hay thấy mình vẫn còn đầy rác mà mình cứ bắt người ta phải là hoa. Đừng liên tục nói thương một người, tại vì thương thật sự là hỏi họ: em làm thế nào để có thể giúp anh vui vẻ? Là hỏi họ: anh làm thế nào thì em sẽ cảm thấy thoải mái? Đó thật sự mới là thương. Và thương một người đôi khi là chúng ta phải nói với họ sự thật. Mặc dù sự thật đó rất đau lòng, nhưng chúng ta vẫn phải nói đó là thương thật sự. Bớt suy diễn và sống đơn giản lại. Cuộc đời này vốn đơn giản, chỉ có chính mình làm cho nó phức tạp lên mà thôi. Tại sao họ hạnh phúc? Vì họ đã yêu thương nhau vô điều kiện. Yêu thương nhau vô điều kiện là gì? Là đừng đợi có điều kiện mới yêu thương nhau. Hôm nay chúng ta có một chủ đề mà tôi An nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ rất là nhiều bạn quan tâm. Mà đa phần những người quan tâm chủ đề này sẽ là những người đang có nhiều khổ đau, đang có nhiều vấn đề rắc rối trong cuộc sống chẳng hạn. Bởi vì ngay tiêu đề có lẽ các bạn cũng đã nhìn rất rõ rồi. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Có nghĩa là không cái gì nó tồn tại mãi mãi hết cả. Nỗi đau hay là hạnh phúc, hay là thành tựu, hay là thất bại, cái điều gì rồi nó cũng sẽ qua cả thôi. Giống như việc là chúng ta tỉnh dậy một ngày chúng ta thấy trời sáng, nhưng trời đâu có sáng mãi đâu. Rồi nó đến buổi trưa, rồi nó đến buổi chiều, nó đến buổi tối. Tối rồi bóng đêm buông xuống, nhưng rồi cũng đâu có đêm mãi đâu. Rồi chúng ta đi ngủ, mở mắt dậy là bình minh lại ló dạng rồi. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Và hy vọng rằng chủ đề chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho một ai đó đang khổ đau, đang bế tắc, hay là đang có những cái rắc rối trong cuộc sống, có thể hiểu thêm, hiểu đúng về nỗi khổ niềm đau, và có thể cài đặt lại những niềm tin mới ở bên trong mình để thoát khỏi những cái nỗi khổ niềm đau đó. Vậy thì chúng ta có bao giờ đặt ra một câu hỏi là tại sao xã hội ngày càng phát triển, kinh tế ngày càng hiện đại hơn, rồi mọi thứ càng ngày càng giàu lên, chúng ta cũng dễ dàng được đáp ứng rất nhiều những cái tiện nghi về vật chất, thế tại sao mà càng ngày con người ta lại càng khổ đau nhiều đến thế? Và thông qua quá trình làm việc với rất nhiều người, tư vấn hỗ trợ cho rất nhiều người, có hạnh phúc, có thành tựu, có khổ đau, có thất bại. Và đương nhiên, tỷ lệ những người mà tiếp xúc nhiều với Tuệ An thì đa phần là những người khổ đau. Bởi vì sao? Bởi vì họ khổ đau thì họ mới tìm đến mình chứ. Họ đang cần được chữa lành thì họ mới tìm đến mình chứ. Mà đôi khi họ đang có những vấn đề rắc rối thì họ mới nghe video của mình, họ mới xem livestream của mình chứ. Đó cũng là một điều rất là may mắn với Tuệ An. Và em cũng nhận thấy rằng thông qua suốt quá trình đó thì thường có ba cái nhóm nỗi khổ niềm đau mà con người thường mắc phải. Không biết là các bạn ngồi xem livestream tối nay thì các bạn thấy rằng là các bạn hay mắc phải cái điều gì? Có những người sẽ khổ đau liên quan đến tiền bạc, tài chính. Sẽ bao gồm cái việc là bạn vừa bị mất tiền, bạn bị một ai đó lừa tiền, bạn đang đầu tư một cái vụ nào đó và cái vụ đầu tư đó đổ bể và bạn phá sản chẳng hạn. Hoặc là bạn rất là khó khăn trong việc kiếm tiền, bạn kiếm mãi không ra tiền. Hoặc có những bạn thì kiếm được tiền đấy, cũng nhiều đấy, cũng đủ để đáp ứng cuộc sống của mình đấy, nhưng mà không có vui, không có thích cái công việc đó. Và mỗi một ngày đi làm lại là một ngày như là tù túng, một ngày đau khổ vậy. Đây là dạng nỗi đau liên quan đến tiền. Có những bạn thì không gặp vấn đề gì với tiền cả, và lại gặp vấn đề những cái nỗi đau khổ liên quan đến thân thể. Ví dụ như là mình đang mong mình khỏe mạnh cơ, nhưng mà mình lại bị ốm, mình lại bị bệnh, hoặc là tự nhiên mình bị những cái tai nạn bất ngờ. Có những người họ sẽ rất khổ đau khi họ đang đi lại bình thường được và họ bị tai nạn, họ phải ngồi xe lăn chẳng hạn. Hoặc là họ nhận một cái tin nào đó rất là khủng hoảng về cái sức khỏe của họ, thế là cái đau khổ trên thân. Nhưng có một cái dạng đau khổ nữa, nó là dạng đau khổ ở trong tâm hồn. Mà những cái dạng đau khổ ở trong tâm hồn á, nó còn đau khổ hơn là cái vết thương ở trên thân nữa. Cái vết thương ở trên thân đôi khi mình bị ngã, mình thấy đau thôi, nhưng mình không khổ, mình vừa đau nhưng mình vừa vẫn có thể vui chơi được bình thường. Như là một đứa trẻ vậy, nó ngã xong nó đau, nó khóc vì đau đấy, nhưng nó có thể bật dậy và đi chơi được ngay. Nhưng người lớn chúng ta thì ít khi bị ngã như những đứa trẻ đó.
nhưng lại thường có những cái nỗi khổ đau ở trong tâm hồn. Mà những nỗi khổ đau trong tâm hồn của con người lại thường liên quan đến các mối quan hệ. Giống như là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, mối quan hệ giữa hai người yêu nhau với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa anh chị em trong một nhà, giữa những người bạn bè thân thiết, giữa sếp với nhân viên, giữa mình với đồng nghiệp. Và thường thì càng những mối quan hệ nào mà mình rất là coi trọng, mình rất là mắc kẹt vào nó, càng những người mà mình rất là thân, rất là tin tưởng, mà đến lúc mà người đó không thấu hiểu mình hoặc là làm những cái điều mà không như ý mình thì cái đau đó nó tệ lắm. Gọi là càng thân nhau thì càng dễ làm cho nhau đau khổ ấy. Giống như là việc là bạn càng coi trọng cái điều gì thì khi cái điều đó mất đi rồi, hoặc khi cái điều đó nó bị hủy hoại, thì bạn lại càng đau khổ cho cái điều này. Tổn thương á, nó cũng có cái mặt là tích cực của nó. Cái mặt tích cực của tổn thương là giúp cho chúng ta trân trọng những cái giây phút, những cái khoảnh khắc, những cái ngày mà chúng ta bình an. Rồi đi qua tổn thương, có những cái gian khó, có những cái khổ đau đó, thì chúng ta mới biết là hạnh phúc là như thế nào. Giống như là có một lần Tuệ An chia sẻ về 5 cấp độ của hạnh phúc. Có nghĩa là hạnh phúc có 5 cấp độ nha. Thì các bạn nào mà muốn nghe cái bài này có thể vào kênh YouTube và search cái bài này, 5 cấp độ của hạnh phúc. Thì Tuệ An phân định ra là cái cấp độ đầu tiên của hạnh phúc nó chính là khổ đau. Tại vì qua khổ đau rồi thì chúng ta mới biết, mới cảm được những cái hạnh phúc, những cái bình an nó là gì. Còn nếu mà cuộc đời cứ bằng 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 thôi thì mình đâu biết đâu. Giống như là có một lần Tuệ An đưa đội ngũ Happy và đội ngũ các coach, những chuyên gia chữa lành của Happy Academy đi một chương trình là hàm dưỡng tâm hồn. Thì cho họ trải những cái khó khăn, nào là không có nước, nào là mất điện, nào là nhà tắm phải đi tự làm, nào là vệ sinh cũng phải tự đi vệ sinh ngoài thiên nhiên, tự nấu ăn bằng bếp củi. Nó trái ngược hoàn toàn với những cái điều kiện tiện nghi vật chất. Thì chính khi mà họ trải qua những cái khổ đau, những cái khó khăn đó, họ trưởng thành hơn. Và họ cũng có nhiều bạn quay trở về nhà, mình quay trở về nhà rồi này, mình được tắm vòi hoa sen này, trời ơi đó thật sự là một điều hạnh phúc. Mà mình đã tắm vòi hoa sen bao nhiêu năm nay rồi, mình không nhận ra rằng việc có vòi hoa sen để tắm là một hạnh phúc. Nhưng bây giờ sau cái chương trình đó quay trở về nhà thì biết đó là một hạnh phúc mình đang có, trân trọng và cảm thấy vui hơn với cái điều đấy. Vậy thì khổ đau hay tổn thương chính là cái cấp độ đầu tiên để bạn có được sự hạnh phúc, nên là hãy biết ơn nó. Và có một vài những cái cách mà chúng ta sẽ thoát khỏi cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta rất là nhanh. Để tìm cách thoát khỏi, đầu tiên chúng ta phải hiểu được là nỗi khổ niềm đau của con người nó đến từ đâu đó. Vũ trụ thì có một vài cái quy luật gọi là quy luật bất biến. Có nghĩa là dù bạn có tin hay không, dù có bạn trên cõi đời này hay không, thì cái quy luật đó nó vẫn cứ xảy ra. Cái quy luật đầu tiên là quy luật nhân quả. Có nghĩa là bạn gieo cái gì thì bạn sẽ gặt cái đó. Không gieo thì không gặt, mà đã gieo thì chắc chắn sẽ gặt. Cái quy luật thứ hai đó là quy luật vô thường. Vô là không, thường là thường thường, là bình thường xảy ra, đúng không? Vô thường có nghĩa là chẳng có cái gì, nó cứ thường thường như thế mãi. Vô thường có nghĩa là cái gì rồi nó cũng sẽ thay đổi, cái gì rồi nó cũng sẽ biến đổi. Giống như là có cái bài hát là cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vấn vương ấy. Nó thay đổi mà, chúng ta cứ vấn vương nó làm gì. Vậy thì những con người khổ đau, một thường là không chấp nhận được cái sự vô thường nên là khổ đau. Không chấp nhận được sự vô thường là không chấp nhận được những cái sự thay đổi trong cuộc sống nên là mình khổ đau. Ví dụ mình đang có nhà cao để mình ở, tự nhiên mình mất đi cái nhà cao đó, mình bị phá sản, mình phải đi thuê nhà. Thế là mình không chấp nhận được sự thay đổi đó, thế là mình khổ rồi. Hoặc là cái người bạn đời đó đang rất là thương mình và họ đang có mối quan hệ rất là tốt đẹp. Tự dưng qua nhiều năm chung sống, tình cảm nó nhạt nhòa dần, nó không còn mặn nồng như lúc ban đầu nữa. Thế tình cảm của chúng ta thay đổi rồi, nhưng chúng ta cũng không chấp nhận được cái sự thay đổi đó. Rằng ở cái gì rồi nó cũng thay đổi mà, thế nên là chúng ta khổ ngay. Hoặc là một người có thái độ tệ với chúng ta, bình thường họ khen chúng ta rồi họ dễ thương với chúng ta lắm, nhưng mà hôm nay thì họ lại mắng chúng ta, họ lại nói những cái lời chỉ trích làm tổn thương chúng ta. Thế là chúng ta bảo họ thay đổi rồi, anh ta thay đổi rồi, cô ta thay đổi rồi. Và chúng ta khổ vì là anh ta thay đổi, vì là cô ta thay đổi đấy. Nhưng thật ra thì không phải đâu bạn.
anh ta thay đổi, cô ta thay đổi, nó là một vế thôi. Nhưng mà cái phần mà làm bạn khổ nhiều hơn là bởi vì bạn đã không chấp nhận được cái sự thay đổi đó, nên là bạn khổ đau. Vậy thì nếu như chúng ta hiểu là rằng cái việc không chấp nhận được cái sự thay đổi khiến chúng ta khổ đau ạ, thì làm thế nào để chúng ta đi qua nỗi khổ này nhanh đấy? Chúng ta chấp nhận nó đi và chúng ta sẽ đi qua nỗi khổ này rất là nhanh. Giống như là Tuệ An có quen một người bạn. Người bạn này thì rất là khỏe mạnh, bình thường. Nhưng mà đột nhiên thì anh ấy bị tai nạn giao thông. Thế nên là anh ấy phải ngồi xe lăn. Từ một người bình thường khỏe mạnh đi lại bình thường, phải trở thành một cái người ngồi xe lăn không tự đi được, thì đương nhiên là khổ rồi. Khổ cả đau đớn ở thể xác mà cũng khổ trong tâm hồn, rằng là mình trở thành một người tàn phế. Nhưng sẽ khổ hơn nữa nếu như anh ấy không chấp nhận được cái sự thật đó. Và rõ ràng là khó mà lòng mà chấp nhận được sự thật này ngay. Nhưng mà rồi sau nhiều năm trôi qua, anh ấy vẫn phải ngồi xe lăn thôi, và anh ấy đã học được cái cách chấp nhận. Thì lúc này anh ấy thấy bớt khổ tâm hơn, và thậm chí anh ấy còn thấy biết ơn, bởi vì là có phải ai trong cuộc đời này cũng trải qua những cái biến cố như anh ấy đâu, để trân trọng thêm từng bước chân mà mình có thể tự đi được đâu. Và mặc dù là anh ấy phải ngồi xe lăn, nhưng mà anh ấy vẫn còn trí não này, anh ấy vẫn còn có thể nói chuyện được này, viết lách được này, làm nhiều việc có ý nghĩa này. Và từ cái lúc mà anh ấy chấp nhận cái việc đó, thì anh ấy đã sống một cuộc đời lạc quan hơn, vui vẻ hơn, và thậm chí là còn có thể truyền được cảm hứng cho rất nhiều những người, kể cả là khuyết tật hay là bình thường khác nữa. Hay giống như một câu chuyện mà xảy ra tại Happy Academy, đó là ở Happy thì có một bạn là bạn bị khiếm thị, bạn là bị khiếm thị bẩm sinh, và bạn ấy cũng có một người bạn trai bị khiếm thị. Và bạn nam có chia sẻ với Tuệ An một cái câu mà làm cho Tuệ An thấy rất là chạm vào bên trong. Tức là bạn ấy bảo là mọi người ngoài nhìn vào bạn ấy thì thường nói là thế này thì sống thế nào nhỉ, không nhìn thấy như thế này thì thật là bất hạnh. Thế nhưng tự bạn ấy thì lại không thấy mình bất hạnh, mà bạn ấy nói với Tuệ An là em không thấy mình bất hạnh, em chỉ thấy mình hơi bất tiện một tí thôi. Có nghĩa là bất tiện vì không nhìn thấy á, bất tiện khi mà nấu ăn này, bất tiện khi mà dọn dẹp đồ đạc này, bất tiện khi đi lại. Nhưng mà bạn ấy còn hài hước ở một chỗ, bạn ấy đố mọi người là đố mọi người mắt sáng là có thể nhắm mắt lại chỉ nghe thôi mà biết là khi nào dầu sôi để bỏ đồ vào chiên, đố mọi người là trong một căn phòng tối mà có thể tìm ra những cái đồ vật nhanh như là các bạn ấy. Và lúc này khi bạn ấy chấp nhận cái việc là mình bị khiếm thị, mình có thể không nhìn thấy, nhưng mà bạn ấy cũng đâu có đau khổ với cái điều này. Vậy thì còn những cái người, Tuệ An cũng đã từng gặp những người bị khuyết tật hay bị khiếm thị, họ thậm chí đóng khung mình ở nhà thôi và không dám giao tiếp với người khác, vì họ sợ hãi, vì họ dằn vặt, vì họ không có chấp nhận được bản thân mình. Nhưng khi mà chúng ta chấp nhận được bản thân mình, kể cả là những cái yếu kém, những nỗi khổ niềm đau, những sự thay đổi trong cuộc sống, thì tự nhiên cái nỗi khổ đó nó sẽ đi qua rất là nhanh. Nên cái điều đầu tiên để giúp cho nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, đó là chúng ta phải học được cách chấp nhận sự thay đổi. Các bạn có thể comment xuống phía dưới giúp cho Tuệ An, đó là chấp nhận sự thay đổi nha. Cái điều này nó quan trọng lắm các bạn. Không chấp nhận được sự thay đổi thì không bao giờ có thể hạnh phúc hơn được. Một cái nguyên nhân nữa khiến cho chúng ta hay khổ đau nữa là bởi vì cái tôi của mình quá lớn. Cái tôi lớn nó sẽ có rất nhiều hình thái để biểu hiện. Ví dụ trong một mối quan hệ tình yêu hôn nhân đi, thì biểu hiện của một cái tôi to đùng sẽ là lúc nào tôi cũng là đúng, lúc nào tôi cũng phải giành phần thắng nhé. Trong những cuộc cãi cọ thì tôi sẽ cố gắng luôn luôn để chứng minh rằng tôi là đúng, còn đâu anh hay là cô là sai đó. Rồi những cái tôi to đùng trong tình yêu hôn nhân nữa, nó cũng có thể biểu hiện ra bằng cái cách đó là khi mình làm được một việc gì đó tốt đẹp cho người ta, là mình sẽ thường xuyên mắc kẹt vào cái việc làm tốt đẹp đó, dưới dạng là mình kể công về cái điều này, hoặc là mình không nói ra nhưng mà bên trong đầu mình luôn luôn nghĩ rằng tôi đã làm biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho người ấy, người ấy không làm được cái việc gì tốt đẹp cho tôi cả, chỉ có tôi là hy sinh cho người ấy thôi. Thì tất cả những cái điều đó đều là biểu hiện của những cái tôi rất lớn. Và những cái tôi mà càng lớn á, thì càng khó có thể
thoải mái khi mà mọi thứ nó xảy ra không như ý mình. Mà cái tôi càng lớn thì cái sự phản ứng, cái sự kháng cự, cái sự chống đối nó lại càng mạnh. Có thể bạn sẽ thấy những người hay nóng giận, sự chống đối của họ mạnh không? Vô cùng mạnh luôn. Họ có thể quát vào mặt người khác, hoặc họ có thể làm những cái hành vi như là đập phá đồ đạc, hoặc là họ có thể chửi bậy, họ có thể thậm chí là dùng bạo lực với chính bản thân mình và với những người khác. Vậy thì những người đó là cái việc chống đối và phản ứng của họ nó rất là mạnh. Nó đến từ một cái tôi rất là lớn ở bên trong. Mà cái tôi lớn ở bên trong ấy, thì đôi khi lại là cái tôi rất tổn thương. Những người mà càng tổn thương, càng đau khổ thì lại càng có xu hướng là phải xù lông nhím lên, dựng cái tôi thật là cao, thật là to lên để là bảo vệ chính những cái tổn thương và chính những cái đau khổ của mình. Không biết là khi tụi An chia sẻ điều này, thực sự có bạn nào thấy mình ở trong đó không? Tại vì ngày xưa cái hồi mà tụi An cái tôi to đùng á, trong cuộc sống với bạn đời của mình, thì mình cũng không hiểu tại sao đâu. Mình chỉ biết là mình rất dễ khó chịu với người ấy. Mình rất dễ chống đối lại. Chống đối mỗi khi người đấy nói một cái điều gì đó, hoặc là người đó có một cái hành động gì đó, là một cái tư duy chống đối này, phán xét này, đánh giá này, nó đã hiển hiện ở trong đầu mình rồi. Và luôn luôn mình sẽ có cái suy nghĩ đó là mình giỏi hơn họ nha, mình biết nhiều hơn họ nha, mình làm nhiều hơn họ nha, mình hy sinh nhiều hơn họ nha, và mình tốt hơn họ nha. Và cái tôi to đùng nữa thì thật ra là bên trong lúc đó là tôi ăn rất là yếu, rất là tổn thương, rất là cảm thấy hụt hẫng vì là mình sinh xong hai đứa con liên tiếp mà lại không nhận được sự chăm sóc từ bạn đời. Tại sao không? Tại vì lúc đó anh ấy cũng bị trầm cảm do phá sản, do bế tắc về tài chính. Và mình thấy rằng mình càng đau khổ thì mình càng xù lông nhím lên nhiều, và cái tôi của mình nó lại càng cao, và khiến cho mình chống đối càng mạnh thì mình lại càng khổ đau. Nó giống như là một cái vòng tròn, nó cứ lặp đi lặp lại. Cái tôi cao rồi lại chống đối nhiều, càng phản ứng nhiều lại càng tổn thương, càng tổn thương cái tôi lại càng cao để bọc lại cái tổn thương đó. Và những người mà tổn thương thì lại hay thích đi làm tổn thương người khác. Nên những người mà hay chỉ trích hay làm cho người khác khổ á, thật ra họ cũng chính là những người tổn thương. Bạn có thấy điều này đúng không? Bạn có thấy, nhìn thấy ở bạn cũng có cái điều đó không? Vậy thì để cho cái nỗi đau của bạn nó trôi qua nhanh thì bạn phải chấp nhận một cái điều, đó là mình không phải lúc nào cái nào mình nghĩ cũng là đúng, không phải lúc nào mình làm cũng là đúng. Có thể mình đang thấy đúng với mình thôi, nhưng mà lại không đúng với cái đối tượng kia. Vậy thì khi mình không quá cho mình là đúng đắn, khi mình biết cách chậm lại, dừng lại, stop, dừng lại, thì lúc đó mình sẽ dần dần kiểm soát, làm chủ được cái tôi, cũng như là những cái cơn cảm xúc của mình nhiều hơn. Các bạn thấy nhé, mình mà đi ra ngoài đường, ở Hà Nội, ở Hồ Chí Minh, ở Việt Nam hay là ở nước ngoài đi chăng nữa, bạn sẽ thấy rất nhiều đèn đỏ khi mà bạn tham gia giao thông, đúng không? Và ở dưới mỗi cái đèn đỏ đấy thì thường có chữ là biển báo stop này, rồi dừng lại này. Vậy thì chúng ta có bao giờ chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này mình cũng cần rất nhiều những cái biển báo, rất nhiều những cái đèn đỏ đó. Trong tâm hồn của mình cũng cần rất nhiều những cái biển báo và đèn đỏ đó, để mỗi một lúc mà mình đang phóng quá nhanh thì mình biết stop, dừng lại nha. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng có đấy, nhưng chúng ta lại khó chịu khi chúng ta dừng lại. Giống như là mình đang phóng rất là nhanh mà mình gặp đèn đỏ là bắt mình phải dừng lại, là đôi khi có nhiều người khó chịu chứ. Khó chịu rồi bắt đầu chống đối, rồi bắt đầu mất thư giãn, rồi vượt đèn đỏ chẳng hạn. Vậy thì trong cuộc sống này cũng thế, hãy tự biết nhắc nhở bản thân rằng chậm lại, dừng lại đi. Và đến bao giờ bạn học được cách chậm lại và dừng lại, bớt chống đối, bớt phản ứng đi, thì nỗi đau của bạn nó sẽ trôi qua nhanh hơn. Bởi vì dừng lại rồi thì bạn mới nhìn ra rất là nhiều điều đẹp đẽ ở xung quanh. Dừng lại rồi thì bạn mới có thể quan sát ở phía dưới chân mình, ở bên phải mình, ở bên trái mình, ở trên bầu trời cao kia nó có những cái gì, nó có điều gì đẹp đẽ mà bao lâu nay mình không nhìn thấy. Và dừng lại rồi thì bạn mới học được cách là nhìn mọi thứ, quan sát mọi thứ một cách đa chiều và rộng rãi hơn, để bạn sẽ thấy rằng cuộc đời của bạn không chỉ có mỗi cái nỗi đau đó.
mà cuộc đời của bạn còn có rất nhiều những điều tốt đẹp khác đang chờ bạn khám phá. Hoặc kể cả là trong chính thời điểm đó thì bạn cũng đang có rất nhiều điều tốt đẹp đó chứ. Nhưng bởi vì bạn cứ đang phóng đi theo cái nỗi đau đó thôi, nên bạn không có quan sát được, không có nhìn ra được, nên là phải biết dừng lại. Đó là cái điều tiếp theo mà Tuệ An muốn chia sẻ với các bạn, để làm cho cái nỗi đau của mình nó đi qua nhanh hơn. Tại sao khi sống với nhau thì chúng ta lại làm tổn thương nhau, để rồi khi sắp mất nhau thì chúng ta lại muốn đến với nhau, muốn ở với nhau, chúng ta mới nhận ra rằng à, người đó và chúng ta cũng cũng là những cái đối tượng rất là đặc biệt, và mình cũng yêu người ấy, mình cũng muốn ở bên người ấy đấy chứ. Bởi vì đôi khi trong tình yêu hôn nhân á, chúng ta không cho mình những cái khoảng lặng, thực sự lặng ở bên trong tâm hồn của mình, để mình nhìn lại xem là để hết những cái cơn cảm xúc dao động lắng xuống, hết những cái lời nói lắng xuống thì mình còn thương người ấy hay không. Mà trong tình yêu hôn nhân á, đặc biệt trong những cái trạng thái khổ đau và tổn thương á, chúng ta liên tục hành động, liên tục phản ứng chỉ theo bản năng và theo thói quen của mình thôi. Tức lên là chúng ta có thể nói ly hôn được, có thể phát ra những cái lời nói tổn thương nhau ngay được. Mà bản chất tại sao mà mình bị tổn thương bởi người ta nhiều thế? Không phải bởi mỗi người ta đâu, mà bởi vì mình rất là yếu đuối á, lúc nào mình cũng căng thẳng, lúc nào mình cũng khó chịu thì người ta rất dễ làm mình tổn thương. Giống như các bạn đã từng chơi đàn hoặc là nhìn thấy cây đàn guitar chưa? Hoặc là đàn ukulele chẳng hạn. Nó có những cái dây đàn đúng không? Và dây đàn nó thường phải rất là căng thì người chơi đàn đánh đàn nó mới phát ra tiếng kêu hay được. Còn dây đàn mà trùng thì lại phải có cái thiết bị để chỉnh cho cái dây đàn nó căng. Vậy thì trong cuộc sống này cũng thế. Tại sao chúng ta hay kêu ca vậy? Tại sao chúng ta hay phát ra những cái phản ứng hay là những cái hành động vậy? Tại vì chúng ta luôn ở trong trạng thái rất là căng thẳng như là cái dây đàn đó. Thế nên chỉ một cái tác động nhỏ ở bên ngoài, một cái gẩy tay nhẹ thôi, cũng có thể làm cho mình kêu, cũng có thể làm cho mình tổn thương. Nhưng nếu chúng ta học được cái cách tự mình thư giãn và tự mình biết yêu thương quan tâm lấy mình ạ, thì chúng ta sẽ lúc nào cũng thoải mái. Giống như là một cái sợi dây đàn nó trùng xuống thì kể cả người ta có gẩy như thế nào nó cũng không phát ra tiếng kêu, nó cũng không khiến cho mình tổn thương đâu. Vậy thì cái tác động người ta gẩy đàn là một cái tác động bên ngoài, giống như ở tình huống của bạn là người chồng làm bạn tổn thương ấy. Cứ cho là anh ấy cố ý làm thế đi, nhưng mà để bị tổn thương nhiều như thế, đến bao giờ mình mới nhận ra rằng đó là do bên trong mình quá căng thẳng, quá yếu đuối, quá sợ hãi, quá giận dữ, không biết dừng lại để thở đi, để thư giãn đi và để thật sự phát triển cái phần bên trong của mình cho nó bình an, cho nó thoải mái hơn đi. Và đến lúc mà mình nhận ra cái điều này thì mình sẽ coi là à, cái sự cố vừa qua đã đem đến cho mình một cái bài học rất là lớn. Vậy thì bây giờ kể cả là mình còn yêu thương người ta đi chăng nữa thì điều đó cũng không quyết định được là mình và người ta có còn đến được với nhau nữa hay không trong trạng thái đó. Đương nhiên mình vẫn có thể giữ cái hy vọng đó, mình vẫn có thể nỗ lực hàn gắn với họ, nhưng mà trước khi hàn gắn với họ mình hãy xem là mình đủ mạnh mẽ và vững chãi chưa, để khi mình đi hàn gắn với họ mà họ có nói thêm một vài câu tệ với mình thì mình có tổn thương, mình có suy sụp ngay không. Còn nếu mình thấy rằng à, mình đủ mạnh rồi, mình đủ vững rồi, mình sẽ đi hàn gắn với họ đây, mình sẽ đối xử tử tế với họ bất kể là họ nói điều gì hay làm điều gì với mình đây, thì cái tình huống thứ hai đó sẽ giúp cho bạn dễ có cái kết quả tốt đẹp hơn. Thật ra đừng bao giờ đặt nặng quá cái việc kết hôn hay là ly hôn, bởi vì Tuệ An có một cái ví dụ rất là chân thực. Cái ví dụ này Tuệ An được chứng kiến qua rất là nhiều năm. Tuệ An có hai người bác. Người bác đã sống với nhau được khoảng gần 20 năm rồi. Và cách đây khoảng 10 năm thì hai người bác này cùng Tuệ An là có ly hôn nhau. Lý do ly hôn là bác gái bảo bác trai là đi ngoại tình, không thể chấp nhận được. Cứ đi ngoại tình rồi đi nhậu rồi không quan tâm vợ con. Thế là trong suốt 10 năm mà hai bác chung sống với nhau là cãi cọ nhau suốt cả ngày thôi. Thế nên cuối cùng là sau 10 năm chung sống thì quyết định ly hôn. Thế là khi mà hai người này ly hôn rồi thì đến thời điểm này là sau ly hôn 10 năm rồi thì họ lại chung sống với nhau rất là hạnh phúc. Bởi vì họ ly hôn nhau nhưng mà họ vẫn ở chung một xã. Và khi mà bác trai bị ốm hay bác gái bị ốm thì họ vẫn đến, họ vẫn quan tâm, họ vẫn tử tế, họ vẫn hỏi han nhau.
Và lúc này họ biết rằng à, người kia không phải là của mình nữa rồi. Thế nên mình cũng không có quyền kiểm soát người kia. Và thế là vô tình họ không còn kiểm soát nhau nữa. Họ không còn ràng buộc nhau nữa. Nhưng mà họ lại quan tâm với nhau. Và thế là họ lại sống với nhau rất hạnh phúc sau ly hôn. 10 năm rồi. Giống như là những người bạn tri kỷ vậy. Và đợt vừa rồi là có Covid đấy bạn. Hai người họ chăm sóc nhau một cách tận tình lắm. Và thế là các anh chị em trong gia đình nhìn vào cặp đôi đó và bảo ờ, thế này là ly hôn thành ra lại tốt. Còn đâu cứ ở với nhau rồi cứ nghĩ là người này là của mình, người kia là của mình rồi lại ràng buộc nhau, rồi lại khổ. Vậy thì em chia sẻ với bạn cái câu chuyện đó để chúng ta không bao giờ bị mắc kẹt vào cái hình thái là kết hôn hay ly hôn. Mà cái điều quan trọng là bên trong chúng ta như thế nào và chúng ta có sẵn sàng để đối xử với người ta một cách tử tế, kể cả là đang kết hôn hay là ly hôn hay không. Thì cái kết quả chúng ta có vẫn là một mối quan hệ tốt đẹp mà. Thế nên kể cả là hai bạn đang ở trên bờ vực ly hôn hoặc là có ly hôn đi chăng nữa thì cũng hãy tử tế với chính mình và tử tế với người ấy. Còn lại, chuyện gì đến nó sẽ đến, chuyện gì đi nó sẽ đi. Nếu như bạn không mong cầu gì khi đến thì bạn cũng chẳng lo sợ gì khi nó mất đi cả. Đó là một vài chia sẻ. Trong cuộc sống này thì không ai là không mắc sai lầm. Rất nhiều người mắc nhiều sai lầm trong cuộc sống. Và chúng ta thường vì những cái sai lầm đó mà chúng ta bỏ quên đi mất những cái điểm tốt đẹp của bản thân. Hoặc là vì cái tôi của mình cao ấy, mình nghĩ rằng lúc nào mình cũng phải hoàn thành tốt nhất và làm hoàn hảo mọi thứ. Nhưng mà không. Nhưng mà đôi khi mình có biết được rằng sai lầm cũng là những cái điều rất là đáng để có trong cuộc đời này. Tôi đã nói thật. Tại vì những cái sai lầm đó đôi khi sẽ giúp cho mình học ra những bài học. Hoặc là nếu như mình biết cách tử tế với chính những cái sai lầm của mình thì mình sẽ không khổ đau đâu. Tụi An khi nói chuyện thế này với các bạn nhiều khi cũng mắc sai lầm lắm các bạn. À, ví dụ như là có một lần trong một chương trình chia sẻ yêu thương chữa lành tại Hồ Chí Minh. Lúc đấy thì tụi An đang cao hứng mà. À, khi chia sẻ mình hay cao hứng lắm. Thế là tụi An có hát một cái bài hát. Tụi An hát cái bài Một đời người một rừng cây á. Có bạn nào biết cái bài này không? Mà cái bài này có cái câu là cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làng tổ. Thế là sau khi hát cái bài hát này thì Thụy An diễn giải cái bài hát đấy một cách rất là cảm xúc. Nào là chim chỉ làm tổ ở trên những cái cây nào nó cao, nó vững chãi thôi. Còn nếu như mà bạn yếu như là một cây lúa hoặc là một cây thân mềm gì đó thì chim sẽ không bao giờ tụ lại và làm tổ cả. Các bạn có bao giờ thấy chim làm tổ ở cây lúa bao giờ đâu? Và lúc đấy các bạn biết không, đội ngũ cười tụi ăn quá trời à. Bởi vì là chắc là không có biết chim vẫn làm tổ ở ở cây lúa mà. Đội ngũ của tụi ăn nói với tụi ăn như vậy. Mấy bạn mà có thâm niên làm nông dân lâu hơn tụi ăn thì tụi ăn thấy à, thế thế à? Thế là mình nói sai à? Và nhưng mà bây giờ tụi ăn thấy rằng sai thì cũng có sao đâu. Và cũng có rất nhiều bạn khi mà nghe điều đấy thì cười ấy, vì phản ứng là chắc là không biết thế nên là mới nói như vậy. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ bị mắc kẹt vào cái sai đâu. Kể cả là cái sai nhỏ nhỏ như thế hay là những cái sai to lớn trong cuộc sống. Nó đã xong rồi là nó đã xong. Bạn đâu thể quay trở về quá khứ để thay đổi nó đâu. Nhưng mà nếu như bạn tiếp tục dằn vặt điều đó ở hiện tại thì bạn cũng đang mắc cái sai lầm thậm chí còn tệ hơn ở hiện tại nữa. Vậy nên một trong những cái cách mà bạn có thể giúp bạn gọi là thoát khỏi những cái dằn vặt về cái sai lầm đó ở quá khứ đó là bạn hãy học bài học từ nó đi và bạn hãy sống thật tốt, thật tử tế ở hiện tại đi. Có thể có những bạn đã từng mắc nhiều sai lầm trong quá khứ dẫn đến người nào nhìn vào mình cũng nghĩ mình là kẻ xấu tệ cả. Vậy thì trong hiện tại này mình không thể tiếp tục dằn vặt bản thân để trở thành cái kẻ xấu tệ như thế. Mình phải sống tốt hơn chứ. Mình phải tử tế hơn. Để rồi nhiều người đến với mình và sẽ thấy rằng à, mình đã có sự chuyển hóa rồi. Mình đã có sự thay đổi rồi. Cái điều gì rồi cũng sẽ thay đổi như chúng ta đã nói với nhau. Vậy nên là mắc mớ gì chúng ta lại cứ phải kẹt vào một cái vấn đề mà nó đã xảy ra rồi. Mà chúng ta không chịu sống cho cái giây phút hiện tại này. Còn ai cũng mắc sai lầm cả. Bạn tin đi. Thật ra chúng ta sống vì bản thân á, thì cũng không có cái điều gì là tệ cả. Nó cũng là một điều tốt. Bởi vì chúng ta phải biết thương mình rồi, chúng ta mới biết cách thương người khác.
Nhưng mà sống vì mình ở đây, biết yêu thương mình, nhưng cũng không có nghĩa là mình ích kỷ. Ích kỷ có nghĩa là chỉ vì mình mà làm tổn hại đến các đối tượng xung quanh. Còn đâu yêu thương mình đích thực là hiểu rằng mình đâu thể tồn tại độc lập một mình, đúng không? Mình phải tồn tại xung quanh các sự liên kết với những đối tượng khác. Vậy thì yêu thương mình hay yêu thương các đối tượng khác thật ra cũng là một mà thôi. Còn cái việc buông bỏ sẽ giúp chúng ta hạnh phúc. Bởi vì đôi khi chúng ta cứ nắm giữ mà chúng ta không thấy mệt thì chúng ta cứ nắm tiếp đi. Nhưng mà nếu những bạn mà đang thấy mệt mỏi á, thì hãy xem lại là mình đang nắm cái gì đó quá nhiều vậy. Mà một trong những giải pháp để mình bớt mệt, mình bớt khổ đó là mình biết buông. Đơn giản như có rất nhiều bạn làm việc nhiều quá xong thấy mệt. Bây giờ mình thấy mệt nha, mình soi lại mình thấy mệt vì điều gì. Nếu mình mệt vì mình làm việc nhiều quá chẳng hạn, bạn có dám buông bớt công việc để bạn thảnh thơi và thư giãn hay không? Bất chấp được cái việc là buông bớt công việc thì tiền kiếm sẽ ít đi đấy, nhưng mà bù lại mình sẽ có sự thảnh thơi. Thì mình có dám buông hay không? Hoặc là có những bạn mệt bởi vì mình mong cầu và kỳ vọng quá cao về cái đối tượng đó, nhưng mà cái đối tượng đó lại không làm được, không đáp ứng được như những cái gì mà mình muốn. Vậy thì mình có dám buông bớt cái muốn của mình đi không? Mình có dám bỏ xuống bớt những cái kỳ vọng của mình để mình không muốn nhiều nữa, để mình không kỳ vọng nhiều nữa, thì mình cũng chẳng thất vọng, mình cũng chẳng khổ đau và mình cũng thấy rất là nhẹ nhàng. Vậy nên những bạn nào đang thấy mệt hoặc thấy khổ, hãy quay trở về và nhìn lại chính mình xem có điều gì mình đang cần buông hay không. Nhưng mà nhắc đến cái từ buông thì Tuệ An cũng hay nhận được một cái câu hỏi, đó là tôi muốn buông lắm nhưng mà không buông được, khó quá. Có nghĩa là vẫn muốn nắm á, không buông được thì sao? Thì chúng ta phải cứ trải nghiệm sự khổ đau đi. Cho đến lúc nào chúng ta quá khổ, chúng ta quá mệt rồi thì chúng ta sẽ phải buông thôi. Chứ còn bạn không thể, tôi vừa muốn nắm giữ rất nhiều mà tôi lại vừa muốn thảnh thơi, nó là điều không thể. Cái gì trong cuộc đời thì cũng có cái giá của nó ấy. Mà nếu chỉ muốn nhận được kết quả thôi mà không muốn trả giá, không muốn đánh đổi thì nó không giống với quy luật của vũ trụ lắm thì phải. Và điều đấy nó cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Bạn biết không, Tuệ An có một cái lớp học. Lớp học này đã được tổ chức 30 lớp rồi. Nó là lớp học 28 ngày chữa lành nỗi đau. Trong lớp học này có rất nhiều bạn đến học và đã nhận được những cái kết quả rất là bất ngờ. Và Tuệ thấy có một điều tốt mà Tuệ An và đội ngũ đã làm được trong lớp học 28 ngày chữa lành nỗi đau này, đó là đưa cho các bạn những niềm tin mới, giúp bạn cài đặt những hệ thống niềm tin mới về hạnh phúc và khổ đau. Và một con người khi họ được cài đặt những niềm tin mới thôi, thì những niềm tin đó nó sẽ tạo ra những cảm xúc mới. Những cảm xúc mới nó sẽ tạo ra những hành động mới. Và chính những hành động mới đó nó sẽ mang lại những kết quả mới trong cuộc đời. Vì đa phần những người khổ đau là bị mắc kẹt vào một cái dạng suy nghĩ, niềm tin hạn hẹp nào đó. Như là tôi khổ là vì anh làm tôi khổ. Nhưng khi mà họ vẫn nghĩ rằng người khác làm họ khổ thì họ sẽ không bao giờ hết khổ được. Vì họ đâu thể kiểm soát và thay đổi người khác. Nhưng trong khóa học đó họ được thay đổi rằng họ khổ là bởi vì chính họ không nhận ra những hạnh phúc mà họ đang có. Vậy thì họ sẽ biết rằng à, không phải do đối tượng kia khiến mình khổ đau như thế đâu nha. Đối tượng kia chỉ là một tác nhân thôi. Còn cũng tại mình là phần nhiều nữa. Bởi vì mình không nhận ra những hạnh phúc mà mình đang có. Bởi vì mình đang ham muốn quá nhiều. Bởi vì mình không có biết cách xả bỏ đi. Mình không có biết cách tận hưởng cuộc sống này đi. Và cái khóa học đó, có nhiều người học xong và bảo rằng trời, kiểu như là tôi đi sang một cái chân trời mới của sự hạnh phúc vậy á. Và điều đó là một điều rất là tuyệt vời. Thế nên là trong vòng khoảng 1 năm mà Tuệ An và đội ngũ tổ chức đến 30 lớp học đó. Và thời gian vừa rồi thì ngừng lại không tổ chức lớp học đó, để cứ sau 1 năm thì thường Tuệ An sẽ review lại toàn bộ những khóa học để cập nhật thêm những cái mới, để đào tạo thêm đội ngũ rồi mới mới triển khai lại. Thì cái lớp học đó là lớp học rất được mong đợi, bởi vì là đã cho những học viên có được một cái niềm tin mới, một cái tầm nhìn mới về hạnh phúc. Chỉ khi cái niềm tin của chúng ta về cái nỗi khổ niềm đau được thay đổi một cách đúng đắn hơn, chỉ khi chúng ta nhận ra những cái điều tốt đẹp mà chúng ta đang có, chúng ta nhận ra điều tốt đẹp ở những người xung quanh chúng ta đang có mối quan hệ thân thiết hay là bình thường với chúng ta đó, thì chúng ta mới có thể nhìn họ với một ánh mắt khác. Và từ đó chúng ta và họ mới có thể tốt đẹp hơn được. Và hãy nhớ là yêu mình đúng cách nó khác hoàn toàn với sự ích kỷ cá nhân nha.
nó không giống như thế. Yêu mình thì bạn sẽ biết cách làm cho mình hạnh phúc, mà đôi khi một trong những cách làm cho mình hạnh phúc nhất đó là sống đơn giản, bớt ham muốn, bớt mong cầu kỳ vọng vào người khác, biết tận hưởng những cái thú vui, những cái niềm hạnh phúc nhỏ ở quanh mình, như là mình uống một ly trà, hay là mình nghe một bản nhạc, hay là mình ngắm một bông hoa chẳng hạn. Nó rất là dễ để cho chúng ta hạnh phúc. Thật ra hạnh phúc á, nó không khó như thế các bạn. Nó dễ lắm. Nó dễ khi chúng ta biết cách, nó dễ khi chúng ta biết thư giãn, khi chúng ta có niềm tin đúng. Và các bạn biết không, Một trong những cái điều quan trọng á, để mà người khác nghe mình nói mà người khác cảm thấy ổn á, đó là khi mình làm một nhà chữa lành thì mình phải có cái chất liệu bình an thật sự đó. Nhắc đến điều này thì Tuệ An cũng nhớ lại những cái giai đoạn mà Tuệ An còn đang có nhiều nỗi khổ niềm đau ở bên trong lòng mình. Lúc đó Tuệ An nói mà không ai muốn nghe luôn, kể cả là bạn đời của mình cũng không muốn nghe mình luôn, bố mẹ của mình cũng không muốn nghe mình luôn. Bởi vì mỗi khi mà mình mở lời mình nói chuyện với họ, hoặc là mình chưa cần mở lời mình nói chuyện với họ, là cái năng lượng khó chịu, tiêu cực, bức bối của mình nó đã lan tràn rồi. Khi mà mình khổ đau nữa, mỗi một cái lời mình nói ra ấy, thường là sự đổ lỗi, thường là sự phê phán, thường là sự trách móc, thường là sự nhận xét, sự đánh giá một ai đó thôi. Nhưng mà đến khi mà mình yêu thương chính mình thật sự thì mình sẽ thấy rằng kể cả ai đó có vô tâm với mình đi chăng nữa thì mình cũng không thể đòi hỏi họ có tâm với mình được. Mình sẽ phải là cái người tự phải quan tâm và chăm sóc lấy chính mình. Mình không đối xử tử tế với mình thì mình mong đợi một ai đó đối xử tử tế với mình đấy. Và khi mà mình đối xử tử tế với mình rồi ạ, thì mình sẽ thu hút rất nhiều điều tốt đẹp đến, và kể cả năng lượng của mình cũng sẽ tốt hơn. Và lúc đó mình nói người ta mới thích nghe. Lúc đó mình muốn ở gần người ta thì người ta cũng muốn ở gần mình chứ. Thế nên một trong những cái điều rất quan trọng để người khác thích nghe bạn hay là muốn ở gần bạn, đó là bạn phải tử tế với bản thân, để từ đó bạn có nhiều cái năng lượng tích cực hơn, để vượt qua được nhiều cái khổ đau hơn. Một người ích kỷ hay là một người hay tự ái á, thì thường sẽ có những cái biểu hiện như là họ rất dễ giận dỗi, hoặc là họ rất khó chấp nhận những cái điều gì mà không như ý họ. Thế nên là họ cũng hay than phiền, họ cũng hay tự cho mình là đúng, họ cũng hay dằn vặt người khác, họ cũng hay chê bai người khác chẳng hạn. Và nếu như mình phải ở bên cạnh một cái người như thế thì đầu tiên mình sẽ thấy rằng cách phản ứng lại với họ ngay lập tức, nói rằng à, họ không được như thế nhá, họ không được tự yêu mình một cái cách ích kỷ như thế nhá, họ phải có cái nhìn nhận đúng, họ phải ngừng phán xét đi. Nếu như mình nói thẳng với họ điều đó thì họ càng tự ái, và họ càng không chơi với mình, và họ càng xa mình, hoặc thậm chí cái tôi của họ lại xù lên và họ lại càng cho họ là đúng. Vậy thì với những người như thế này, chúng ta phải biết cách làm bạn với họ bằng cái cách là không được chống đối họ nữa. Để giúp cho một người thì cái tiêu chí đầu tiên để mình giúp được cho người đó là mình phải chắc chắn là bản thân mình lúc đó đang rất ổn đã nha. Vậy nên bạn đang muốn giúp cho cái người hay tự ái hay yêu thương bản thân mình không đúng cách như thế, thì bạn hãy hỏi bản thân mình trước là mình có đang ổn không, mình có đang thư giãn không, mình có đang thoải mái không, mình có đang bình an không, mình đang có những cái năng lượng tốt không. Và câu hỏi tiếp theo mà bạn cần phải hỏi mình đó là bây giờ khi mình đi giúp họ mà họ lại không đón nhận sự giúp của mình thì mình có tổn thương hay không? Và nếu như bạn đã lành lặn, bạn không sợ những cái điều đấy, không sợ người ta bắn tên vào bạn chẳng hạn, thì bạn có thể đi giúp người ta đó. Mà giúp những người này thì nên giúp bằng cái cách mưa dầm thấm lâu. Có nghĩa là mình không thể chỉ trích họ trực tiếp được, cách đó không có hiệu quả đâu. Cách mà soi sáng trực tiếp hay nói trực tiếp, nó sẽ phù hợp với những người mà dễ dàng lắng nghe, dễ dàng tiếp thu ý kiến của người khác. Nhưng những cái người mà ích kỷ hay là hay tự ái, khó tiếp thu ý kiến trái nghịch của người khác lắm, nên mình phải mưa dầm thấm lâu thôi, bằng cách là chỉ ra cho họ những cái điều tốt đẹp ở nơi họ, khơi dậy cái khả năng lắng nghe của họ bằng cách mình lắng nghe họ trước, xong mình đưa cho họ một vài góc nhìn, hoặc là mình tự hỏi họ để họ tự giải quyết. Bởi vì những người này thường sẽ có xu hướng là tin là mình đúng mà. Vậy nên mình hãy đưa cái quyền quyết định ra cho họ. Ví dụ như là một cái tình huống họ cãi nhau với một người khác đi, và bây giờ một người khác đổ rằng không phải là cái người kia kìa sai đâu, mà chính họ cũng có lỗi sai khi hai người cãi nhau đó. Thì mình thay vì mình chỉ ra là họ cũng sai khi đi cãi nhau,
thì mình hãy nói với họ rằng mình hỏi họ theo họ thì để cái cuộc tranh cãi này diễn ra thì họ có cái tác nhân nào không, và nếu như cho họ làm lại thì họ có cãi nhau như thế không. Đó là bằng những cái cách rất là nhẹ nhàng, mưa dầm thấm lâu thôi. Và bạn hãy nhớ là để có thể xoay chuyển được những cái người như thế này là trái tim bao dung của bạn phải đủ lớn nha. Và hãy nhớ rằng phải vững với mình trước thì mình mới đi giúp người ta được. Nếu không ạ, thì người ta nói mình vài câu là về mình cũng tổn thương sâu sắc luôn á. Tuệ An và ông xã ngày xưa cũng bất đồng quan điểm bởi nhiều cái lắm. Nhưng mà những cái lúc đầu khi mà mới lấy nhau về, bất đồng quan điểm trong chuyện sinh hoạt, bất đồng quan điểm trong việc sinh con, trong việc nuôi dạy con, trong việc đối xử với nội ngoại hai bên. Và mỗi một lúc đấy thì Tuệ An hành xử một cách rất là ngốc nghếch và ngây thơ, giống như biết bao nhiêu người mới bước vào tình yêu hôn nhân. Đó là cứ khăng khăng mình là đúng thôi, phải chứng minh bằng được là cái quan điểm của họ là sai đấy. Và quan điểm của tôi thì nó logic này, nó hợp lý thế này. Và Tuệ An thì cũng có cái khả năng là logic được vấn đề, và cũng hồi đấy là cũng có học cao nữa, gọi là học xong thạc sĩ thì mới đi lấy chồng, gọi là hay vin vào là tôi có bằng cấp đấy, tôi cũng học cao đấy, tôi cũng kiếm được tiền đấy, tôi cũng có được mọi người nể trọng trong xã hội đấy. Thế nên là tôi nói là anh cũng phải nghe nhé, thì những cách đấy nó không có tác dụng. Và khi mà bất đồng quan điểm trong việc dạy con hay bất kể một cái việc nào, thì cái kỹ năng quan trọng nhất để chúng ta hòa hợp với họ đó không phải là kỹ năng nói, nhưng mà đa phần chúng ta sử dụng cách nói, cách tư duy và logic để chứng minh rằng những cái điều quan điểm của tôi là đúng. Và cái cách tốt hơn đó là nghe, là lắng nghe. Nhưng mà lắng nghe thì cũng đâu có dễ đâu, phải những người rất mạnh mới lắng nghe được. Chứ thông thường chúng ta lắng nghe đối tượng đó không quá được 10 phút à. Mà 10 phút còn là nhiều đó nha, đôi khi không quá được 5 phút. Tại vì khi chúng ta bắt đầu nghe thôi, chúng ta lại có tư duy là mình giỏi hơn, mình biết hơn rồi. Và chúng ta đóng não của chúng ta ngay khi chúng ta nghe họ, bởi vì chúng ta chỉ tin vào những cái gì mình đang tin thôi. Mà bạn hãy nhớ một điều rằng chưa chắc những cái bạn tin nó đã là đúng, vậy chưa chắc cái quan điểm của bạn đã là đúng. Vậy thì để có sự hòa hợp với người ấy, bạn phải lắng nghe họ đã. Hãy lắng nghe họ xem là họ muốn dạy con theo cách nào. Cách đó có thể tốt, có thể không tốt theo suy nghĩ của bạn, nhưng với suy nghĩ của người ta thì chắc chắn lúc đó cái cách đó là tốt với người ta. Vậy thì mình cũng hãy nghe. Và nếu như mình có sự không đồng tình với họ thì hãy hỏi họ sâu hơn tại sao họ lại muốn dạy con theo cái cách đó, để rồi họ cũng nói ra cho mình những cái nguyên nhân. Và biết đâu bởi vì họ hay dạy con theo cách đó, bởi vì bố mẹ họ cũng dạy họ theo cách đó, thế thì mình cũng phải cảm thông với họ cái điều này. Và sau đó khi mà bạn đã lắng nghe họ rồi ạ, với một cái tâm rất là chân thành và thiện lành nha, có nghĩa là bạn lắng nghe họ một cách là lắng nghe, không phán xét, không nhận định, không ngắt lời họ, thì khi đó họ mới có thể lắng nghe bạn một cách cũng thuần khiết như thế. Và khi hai người đã có sự lắng nghe lẫn nhau rồi thì sẽ dễ dàng có thể trung hòa những cái quan điểm bất đồng hơn. Và đặc biệt là giữa vợ và chồng, chúng ta hãy luôn luôn nhớ một điều mà ngày xưa Tuệ An cũng hay mắc nhưng bây giờ thì hết mắc rồi, đó là chúng ta luôn luôn phải đứng cùng nhau trên một con thuyền. Chúng ta đâu phải là kẻ thù của nhau đâu, chúng ta đâu phải là đến để chiến đấu, để mình là một đội quân, họ là một đội quân, và hai người tướng phải đến đánh nhau đâu. Mình hãy luôn luôn đứng về phía họ, đứng trên con thuyền của họ, kể cả chúng ta có đang không đồng ý với họ ở góc độ này hay góc độ kia, nhưng xét về dài hạn chúng ta vẫn đang đi cùng họ trên con thuyền hạnh phúc mà. Vậy thì chúng ta hãy lắng nghe ý kiến của cái người bạn đồng hành đấy đi, hãy coi họ là bạn đồng hành của mình, cũng hãy trở thành bạn đồng hành của họ, chứ không phải là kẻ thù, là kẻ đối địch, chống đối lẫn nhau. Thì chắc chắn nếu như mình có cái tư duy này thì những hành động và lời nói của mình, kể cả là trong những cái bất đồng quan điểm, nó cũng sẽ rất khác. Và từ đó thì bạn và người ấy cũng dễ tìm kiếm được sự đồng nhất và điểm chung hơn. Vì chắc chắn là đã là vợ chồng sẽ phải có ít nhất một vài điểm chung nào đó. Hãy nhìn những cái điểm chung của nhau và những cái điểm tốt của nhau nhiều hơn, quan sát một cách đa chiều hơn để biết rằng ý kiến của họ cũng có cái hay đó. Vợ chồng của bạn đang căng thẳng hoặc là chồng của bạn đang rất là nóng tính, gia trưởng, bảo thủ cực đoan, có nghĩa là lúc nào anh ấy cũng căng như một cái sợi dây đàn guitar, vậy thì bạn phải trùng xuống, bạn phải rất thư giãn, bởi vợ chồng không phải là đối địch với nhau mà vợ chồng chính là phần bù của nhau.
Anh ấy càng nóng tính thì bạn càng phải mềm mại. Anh ấy càng độc đoán thì bạn càng phải giỏi lắng nghe hơn. Và anh ấy càng căng thẳng thì bạn càng phải thư giãn hơn. Chiêu này là Tệ An áp dụng với ông xã của mình, cực kỳ hiệu quả đó các bạn. Ngày xưa khi mà phát hiện ra những cái điểm đối nghịch ấy, mình không muốn thay đổi bản thân hay không muốn trở thành phần bù của anh ấy đâu. Mình chỉ muốn anh ấy phải thay đổi thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì khác rồi. Và tụi anh mới biết rằng khi anh ấy căng thẳng thì mình càng phải thư giãn. Và chính cái sự thư giãn của mình lại lây lan sang anh ấy, làm cho anh ấy thư giãn hơn. Hôm rồi thì anh ấy có quay trở về nhà vì ông xã của Tệ An là đi tu tập. Cứ khoảng độ lâu lâu mới về nhà một lần. Và anh ấy nói rằng là anh ấy rất là thích ở bên Tuệ An, bởi vì chính cái sự thư giãn của Tuệ An thì dù anh ấy có căng thẳng như thế nào, anh ấy ở bên thì anh ấy cũng cũng cảm thấy thoải mái. Vậy nên vợ chồng chính là phần bù của nhau như thế. Bạn đừng nhìn họ là một người gia trưởng độc đoán, bạn ấy hãy thay đổi cái niềm tin đó đi, bằng việc là anh ấy cũng có nhiều lúc hơi cực đoan và nóng tính, nhưng mà tôi biết rằng anh ấy vẫn là một người tốt. Và khi bạn chọn nhìn anh ấy với một ánh mắt khác, nó đúng đắn hơn là bạn nhìn thấy nhiều chiều, nhiều mặt, cả tiêu cực thì mình cũng phải nhìn thấy cả tích cực của con người đó chứ. Và từ đó bạn với anh ấy sẽ dễ sống hơn, dễ hòa hợp hơn. Và hãy nhớ là để sống với họ, hãy trở thành phần bù của họ. Đừng đối đầu lại với họ, để họ gia trưởng thì mình cũng gia trưởng. Họ cái tôi cao thì mình cũng cái tôi cao, họ độc đoán thì mình cũng cương quyết và quyết liệt. Họ càng cứng thì mình càng mềm. Và đôi khi sự khéo léo, mềm mại, tinh tế nhẹ nhàng nhưng lại rất chân thành từ trái tim nha, nó sẽ là cái vũ khí rất là mạnh mẽ của chúng ta để chúng ta có thể yêu thương một ai đó. Tình cảm chân thật của con người thì khó mà làm giả được lắm. Chắc chắn là chúng ta đều thấu hiểu cái điều này. Chúng ta có thể cảm nhận được nó bằng trực giác của mình, bằng tâm hồn của mình, và chúng ta sẽ biết rằng họ có đang yêu thương mình thật hay không. Nhưng mà có một cái câu hỏi nữa mà mình cũng cần phải hỏi trước cái câu hỏi là làm sao để biết rằng họ có thương mình thật hay không? Mình hãy hỏi câu hỏi là mình có đang thương bản thân mình và thương họ một cách chân thành và thật sự hay không? Để chỉ khi mình biết rằng mình cũng thương họ một cách chân thành, thật sự, không toan tính, kể cả họ có lúc nóng, lúc lạnh đi chăng nữa, nhưng mình vẫn thương họ bởi vì đấy là con người của họ. Và mình không chỉ thương họ lúc nóng, có lúc họ lạnh thì không thương họ, mà dù họ thế nào mình vẫn thương họ một cách chân thành, thì người đó mới có thể thương mình một cách thật lòng mình. Thực ra cái chuyện mà có vấn đề vợ chồng xong đi kể lể với người khác thì thường gặp ở ở phụ nữ nhiều hơn, tại vì phụ nữ thì có thói quen là tâm sự và chia sẻ nhiều hơn là cánh đàn ông. Thế nhưng ở trường hợp của bạn thì lại ngược lại, có nghĩa là chồng lại thường xuyên đi kể lể tâm sự như cái chuyện đấy với người bạn này với người bạn kia, và mình thấy mình gặp vấn đề. Mình nhắc người ta mãi rồi mà người ta không thay đổi, thì mình phải rút ra một bài học là mình phải thay đổi trước. Mình không chờ người ta thay đổi nữa, mình cũng không nhắc người ta thay đổi nữa, mình phải thay đổi trước. Mình đừng để xảy ra vấn đề gì để người ta đem đi kể. Thế chẳng hạn, mình hãy nhẹ nhàng để giải quyết những vấn đề của mình, và mình không để cho xung đột của vợ chồng lên quá cao. Mình cũng mềm mỏng hơn, mình cũng thấu hiểu người ta hơn, và mình cũng lắng nghe người ta nhiều hơn. Tại sao khi có vấn đề người ta cứ phải đem ra ngoài để tâm sự? Vì đôi khi ở bên ngoài thì người ta dễ kể chuyện, rồi người ta không bị phán xét, không bị đánh giá, không bị chỉ trích nhiều, hoặc là đơn giản là người ta cảm thấy thoải mái khi kể chuyện với người ngoài. Vậy thì mình cũng hãy trở thành cái chỗ bình an và thoải mái đó đi, thì người ta sẽ tự khắc kể chuyện với mình thôi. Mà để bình an và thoải mái được với người ấy, mình hãy xem lại xem bạn có đang gặp nhiều sự căng thẳng trong cuộc sống hay không, trong công việc, trong việc con cái, trong các mối quan hệ khác chẳng hạn. Đã bao lâu rồi bạn chưa dành thời gian để thư giãn với chính mình? Đã bao lâu rồi bạn chưa có thảnh thơi với chính mình một cách thật sự, để bỏ qua được những cái sự âu lo, bỏ qua được những cái nỗi buồn đã xảy ra trong quá khứ, để bạn sống thật là hạnh phúc trong cái giây phút này? Và nếu như bạn chưa từng có một giây phút như thế, đây cũng là bài học để bạn thay đổi đi thôi, để bạn quay trở lại đi thôi. Khi bạn có sự thoải mái và thư giãn lo với chính mình rồi, thì bạn đời cũng sẽ thích tâm sự và nói chuyện với bạn thôi. Tuệ An từ nhỏ luôn luôn tự cho mình là một cái người mà quản lý tài chính rất là tốt. Bằng chứng là Tuệ An kiếm được tiền và cũng giữ được tiền. Và cái việc này quản lý tài chính nó chưa bao giờ là vấn đề với Tuệ An hết.
Thế nên là khi mà Tuệ An lấy chồng á, Tuệ An cũng quan niệm rằng tài chính là phải độc lập, là phải riêng biệt. Em không phụ thuộc tài chính vào anh và anh cũng không được phụ thuộc tài chính vào em. Và lúc đó thì hai vợ chồng Tuệ An phân chia tài chính cái kiểu rất là buồn cười. À, Tuệ An có hai đứa con trai mà. À, chồng Tuệ An sẽ lo tiền học, tiền ăn, tiền chi phí cho đứa lớn. Còn Tuệ An lo cho đứa nhỏ bỉm sữa, quần áo, học hành. Và điện nước trong gia đình thì cũng phân chia. Anh ấy sẽ đóng tiền điện, tiền nước, tiền dịch vụ ở nhà. Vì đợt đó là nhà Tuệ An ở chung cư. Còn Tuệ An thì sẽ đóng, sẽ đi chợ, sẽ mua đồ ăn, sẽ mua những vật dụng trong gia đình. Rất là minh bạch, rất là sòng phẳng. Tuệ An không cần anh ấy phải đưa tiền hàng tháng, anh ấy cũng vậy. Tuệ An không biết là anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền và anh ấy tiêu gì, đó là việc của anh ấy, giữ được bao nhiêu là việc của anh ấy. Và Tuệ An cũng vậy. Và hai vợ chồng vô cùng độc lập với nhau về tài chính. Độc lập đến nỗi không có liên quan gì đến nhau hết. Và độc lập đến nỗi khi anh ấy phá sản, Tuệ An nghĩ ở đó là việc của anh ấy thôi. Anh ấy phải tự chịu trách nhiệm với những cái gì mà anh ấy làm thôi. Còn đâu trong lúc đó Tuệ An có tiền đó, nhưng Tuệ An sẽ nhất quyết không bỏ ra để giúp đỡ anh ấy trong cái giai đoạn mà anh ấy khó khăn về tài chính phá sản đâu. Bởi vì lúc đó tôi còn bố mẹ tôi cần phải lo này, tôi còn bản thân tôi này, tôi còn hai đứa con này. Và đó là việc anh kinh doanh thất bại là việc của anh. Rất là minh bạch. Và trong cái thời điểm đó thì hai vợ chồng Tuệ An sống với nhau rất là căng thẳng và rất là tệ. Trong 4 năm đầu kết hôn. Như vậy đó. Và Tuệ An không hề cho anh ấy biết rằng Tuệ An có bao nhiêu tiền hết. Bởi vì Tuệ An sợ rằng với cái tình hình tài chính hỗn loạn của anh ấy, mà anh ấy biết rằng mình có tiền thì anh ấy sẽ vay mượn hoặc là anh ấy sẽ tìm cách anh ấy lấy để anh ấy đi bù đắp vào những cái tổn thất do kinh doanh mà anh ấy tạo ra. Và các bạn biết không, cái việc độc lập đó tưởng chừng là hay, nhưng thật ra nó lại rất là tệ. Nó làm cho hai con người sống trong gia đình nó ngày càng xa nhau hơn và ngày càng chẳng có một cái sự liên kết gì với nhau cả. Và cái sự độc lập đó thật ra nó đến từ sự thiếu tin tưởng lẫn nhau, thiếu tin tưởng vào tình yêu của cả hai. Và cái gì cũng phải có điều kiện với nhau hết ạ. Và điều đó không khiến cho mình hạnh phúc. Kể cả lúc đó Tuệ An còn nắm giữ tiền bạc trong tay, Tuệ An đâu hạnh phúc đâu. Vì cứ phải lo nghĩ rằng anh này có biết không, có lấy tiền của mình không, nó rất là mệt mỏi. Cho đến khi mà Tuệ An nhận ra điều đó, Tuệ An vẫn nhớ vào một cái ngày đó là anh ấy cũng vẫn rất là đau khổ, bế tắc về chuyện tài chính. Nhưng mà khi Tuệ An nhận ra rồi, Tuệ An hôm đấy vẫn nhớ là một buổi tối, Tuệ An mở két ra cầm toàn bộ những cuốn sổ tiết kiệm. Tại vì mình hay để tiền ở trong sổ tiết kiệm và có mua vàng nữa. Là cầm vàng để cầm sổ tiết kiệm ra và đưa cho chồng bảo là anh ơi anh đừng lo, gia đình mình không hết tiền đâu. Gia đình mình vẫn còn tiền thế này, số tiền này vẫn đủ để lo cho con, lo cho chúng ta và anh có thể khởi nghiệp trở lại. Thế là cái ánh mắt mà anh ấy nhìn khi mà Tuệ An đưa tất cả cái số tài sản mà Tuệ An đã giấu giếm rồi giữ gìn bao nhiêu năm nay công khai với anh ấy, nó rất là đặc biệt. Nó vừa có sự ngạc nhiên, nó vừa có sự vui mừng, kiểu như không thể tin được là vợ mình lại cho mình biết ấy. Và lúc đó anh ấy đã nói rằng anh rất là mừng vì em đã đưa ra cho anh cái số này, nhưng đây là tiền của em đã vất vả để kiếm và giữ bao nhiêu năm nay. Hãy giữ lại để lo cho những cái tình huống bất trắc của gia đình mình. Còn đâu anh sẽ khởi nghiệp lại nhưng anh sẽ không dùng cái số tiền này của em đâu. Và thế là Tuệ An thấy trời ơi, mình lúc đấy mình rất sẵn sàng để đưa cho anh ấy tiêu hết cũng được. Nhưng mà anh ấy cũng đâu có lấy cái số tiền đó của mình. Anh ấy vẫn cố gắng xoay sở và số tiền đó thì vẫn để cho con, để cho gia đình. Và thật ra một cái tin buồn nữa đó là về sau thì Tuệ An cũng bị lòng tham dấy lên trong cái giai đoạn còn vô minh đó. Thế nên cũng đem hết cái số tiền đấy đi đầu tư đất Phú Quốc, cái thời mà đất Phú Quốc còn bong bóng các bạn. Thế là cũng mất hết à. Nghĩ lại thì cũng thấy buồn. Buồn ở đây không phải là buồn chán mà buồn ở đây là buồn cười. Bởi vì vô minh, tất cả những cái gì mà mình làm vì lòng tham á gì đều không có kết quả tốt đẹp. Đây là một bài học về tài chính khá lớn của Tuệ An. Cho đến khi thời điểm này chẳng giữ cái gì cả, mọi thứ đều thoải mái thì lại thấy rất là dễ chịu. Vậy nên tài chính ở trong gia đình đó là chúng ta đã chọn lấy người ấy, chúng ta hãy tin tưởng lẫn nhau. Còn nếu chúng ta không tin tưởng nhau thì chúng ta lấy họ để làm gì? Chúng ta chung sống với họ để làm gì? Tại vì sự tin tưởng nó là một trong những cái yếu tố vô cùng quan trọng để chúng ta chung sống với nhau mà chúng ta hạnh phúc. Còn đã không có sự tin tưởng lẫn nhau thì nó khổ lắm.